thấy lệ hồ lệ hồ lên sân khấu mà quý vị ơi ha, 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 là biết rồi đó, tới đô rồi. Em tới đây như thế đó. Tới baby club chứ tới đâu. Bây giờ anh em mình chơi nữa không? Đi vô chương trình vòng lượt 2. Chơi nữa không? Chơi nữa không? Mọi người đang sung thì chơi luôn đi. Em suy ra rồi kìa, đi luôn mình chơi. Rồi chút đi, chờ chút đi. Bây giờ đang sướng chơi luôn chứ để chút hồi mất sướng đúng không? Không. Chịu không? Chịu không? Lúc nào cũng sướng ấy, lúc nào cũng sướng không phải bây giờ mới sướng. Bây giờ nó sướng nhiều hơn. Ôi vậy hả? Gọi là lắc tự natural. Mình không biết hát bài gì, trời ơi. Vì đó là Don. Ra, điều gì, tông gì. Đúng không, đúng không? Điều gì, tông gì. Cái mặt trời hú gì đâu. Techno đi, mọi người đánh sung mà. Chơi luôn. Đó không, chơi luôn. Tông gì. Không nói bằng nhạc chứ không phải đúng thì. Nói bằng nhạc. Là, gặp à, một thứ. Là, là. Ở son đi, son đi, son đi. Có hai đứa mình. Cả giá son. Có chừng tuột, đau tay. Son, son đi. Vì đó là thù. Cái này là xoán chỗ của Thanh Hà. Thù thù thù. Ở đó Thanh Hà rất là xì lương. Hồ Lệ Thu là không có xì lương nữa. Ôi bây giờ vô không cười dưới. Đón lòng ai. Không cần, không cần, không cần, không cần. Không, không có cười dưới. Đón từ đâu. Thank you.
lại. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng em xin trở lại trong tập 2 của chương trình. I love you everybody. Yêu em vì chỉ biết đó là tất cả mọi người ở đây. Dạ. Đó, đây là má của em, đây sung quá sung luôn. Dạ. Tại... má trong phim đó đây, không phải má nha cưng. Dạ. cảm ơn chị. À, đây cũng là một người mà đã trong cái chuyến về Việt Nam năm 2010 và năm 2020 với Ngọc Châu thì có tham gia một bộ phim cùng với chị Hồ Lệ Thu, còn chị Hồ Lệ Thu lại là hai má vợ của em cái gì. Cái gì ơi bây giờ hello chị Bùi Minh Phí. Trời ơi hôm nay ở dưới mà tôi thấy rất nhiều người quen, các anh chị em nghệ sĩ ở tại đây cũng đến để mà support cho trang Người Việt Hy Sinh. Thưa quý vị, bây giờ trước khi mà mình tiếp tục, tại vì nãy giờ đó là chỉ mới có màn dạo đầu thôi, mình sẽ còn một màn nóng bỏng hơn nữa ở phần sau. Nhưng bây giờ em có trong tay 300 mỹ kim, em muốn tặng chút quà đến với tất cả quý vị. Thì bây giờ mình sẽ có 3 câu hỏi nho nhỏ thôi ạ. Cứ mỗi quý vị nào mà mình biết câu trả lời thì mình sẽ giơ tay lên và em sẽ đưa micro xuống bên dưới để đến quý vị có thể trả lời nha. Thì trong lúc này để mời các anh lên nhà có thể nghỉ ngơi xíu rồi mình sẽ quay trở lại. Bây giờ quý vị sẵn sàng chưa ạ? Nhá, sẵn sàng nhá. Nhận quà lì xì đầu năm. Trời ơi, từ tối giờ chưa sẵn sàng luôn. Rồi câu hỏi đầu tiên ạ. Người Việt Houston được thành lập vào tháng 5 nào? Dạ, ai biết không ạ? À? Tháng mấy, năm mấy ạ? À? Năm thì chắc là dễ rồi đó. Bây giờ tháng mấy thôi. Dạ. Ai ạ? À? Có ai đang ở dưới xung phong giơ tay không ạ? À? Để anh đưa micro xuống bên dưới cho quý vị. Dạ, ban tổ chức ơi cho em anh Khoa đâu ạ? À? Thôi em đi xuống luôn đi nha. Cái giờ ban tổ chức thì chắc xỉn hết luôn rồi đó. Ok đi hả? Rồi. Dạ rồi, cho em biết là tháng mấy, năm mấy ạ? À? Tháng 4 năm 2014. Tháng 4 năm 2014. Chị bên đây nói tháng 3. Bây giờ cho chị trả lời thử. Dạ, tháng mấy ạ? À? Tháng 3 năm 2014. Mấy gì đi? Chính xác không ạ? À? Rồi, chúc mừng chị, mời lên sân khấu ạ. À. À, rồi, đây là... dạ rồi, mời chị lên sân khấu đây ạ. À. Và bây giờ câu hỏi thứ hai. Quý vị cho em biết là ý nghĩa của logo Người Việt Houston. Dạ, Người Việt Houston. Quý vị nhìn trên logo đây và nó là một cái hình ảnh rất đẹp, rất thân quen. Và quý vị để ý, em gợi ý cho quý vị để ý vào màu sắc, hình ảnh. Dạ, thì ý nghĩa của Người Việt Houston là giúp đỡ cho toàn thể cộng đồng Việt Nam ở Houston. Em thì giúp đỡ em. Không, dạ không. Anh nhìn màu sắc, còn em hình ảnh. Em nói về ý nghĩa. Mình phân tích giùm em là cái logo này tại sao có màu đỏ và màu xanh. Người Việt Hy Sinh có 3 màu, màu trắng, màu xanh và màu đỏ. Và còn... dạ không? Dạ, chính xác. Rồi con thấy là cái gì mà giống như cái lược cái kẻ áo là cái gì? Dạ có ai biết không ạ? À? Giơ tay giùm em ạ. À. Cái này dễ hoài nha dân chú. Người Việt cơ là những tầm màu với ổng hoài và dân chủ. Hai đảng hợp lại với dân chủ. Dạ không, sorry anh, sorry. Dạ rồi em cơ hội. Anh ơi, anh Khoa bên đây có chị này đang giơ tay nãy giờ. Cho em cái micro ba chị bên đây. Dạ, mình để ý nha, trong đây sẽ có 3 điểm rất ý nghĩa.
màu đỏ là của đại diện cho bên đảng Cộng Hòa, màu xanh là cho dân chủ. Ý nghĩa của trái tim là hai đảng đều hợp nhau, hợp tác để giúp cho cộng đồng. Không, con thấy kệ là cái lượng cái kẹo là một đứa ta gì. Sorry. Bây giờ em nhờ quý vị em sẽ gợi ý luôn. Thứ nhất là chúng ta để ý những người về thiếu sinh. Dạ, rồi sao cho em nghe câu trả lời đi ạ. The color ba màu đỏ, trắng, xanh là màu tượng trưng cho quốc kỳ của một cờ của tiểu bang Texas. Dạ. Dạ, đúng đầu tiên. Rồi thứ hai là gì ạ? Của nước Mỹ, chống đồng. Qua đây là biểu tượng của nước Mỹ. Dạ, biểu tượng chim hạc trong cái chống đồng Việt Nam của mình là hai. Rồi còn một điểm nữa ạ. Dạ, vì sao phải để cho mình trái tim? Dạ, thưa quý vị, ai điểm này thì thôi chúng ta cũng chúc mừng cho chị luôn đi ạ. Mời chị lên sân khấu ạ. Dạ, thì em có thể giải thích một chút xíu thôi, theo ban tổ chức cũng đã phân tích về cái ý nghĩa của cái logo này rất là hay. Giống như chị có nói đó là ba màu trắng, xanh và đỏ là màu mà quý vị thấy trên cái lá cờ của địa bàn Texas, và nằm ở trên cái trái tim này và gói gọn trong cái trái tim này cùng với cái biểu tượng của cánh chim hạc mà quý vị vẫn thấy trên trống đồng của Việt Nam chúng ta, tượng trưng cho cái trái tim của người Việt của mình. Và còn những cái đó là quý vị thấy là chiếc kéo này, cái lược này là một trong những ngành nghề mà người Việt của chúng ta cũng rất thành công, một trong những quý vị rất thành công ở tại Hoa Kỳ, và chính cái trái tim này đã ôm ấp cộng đồng người Việt thiếu sinh của chúng ta. Một lần nữa ta thật lớn cho chị vừa đã trả lời câu hỏi đúng vừa rồi đã xin khấu. Và bây giờ cơ hội cuối cùng, quý vị ơi, trang người Việt thiếu sinh hiện nay có bao nhiêu member? Cái này dễ quá luôn, nhưng mà phải chính xác nha. Tao làm micro bây giờ, Khoa ở dưới là Khoa để cầm micro đưa đi. Đây. 59.600 member. 59.600 member. Đúng không ạ? Chính xác. Dạ, chính xác hiện tại. Tại vì lúc này chúng tôi nói là gần 60.000 member. Thì chính xác bây giờ quý vị mở cái trang người Việt thiếu sinh lên thì con số hiện đang là 59.600. Và chúc mừng anh và mời anh lên sân khấu, và cũng như mời đại diện của người Việt thiếu sinh sẽ trao 3 phần quà tiền mặt cho quý vị cast nha. Mỗi người là 100 điểm kia mình muốn và vui. Dạ, mời ba anh chị tiến ra giữa sân khấu cho mẹ đi. Dạ, rồi để cho có tiền ăn tôm nha. Rồi, mời anh Khoa. Dạ, chị sẵn đây thì chị chia sẻ cho em một chút xíu, đó là ở tại gần em xỉn là hả? Rồi, xỉn rồi chị nhận tiền, anh nhận tiền được không hay để tôi nhận dùm? Dạ, còn tiếng một người nữa. Dạ, trả lời xong cái rồi học biết mình trúng hay không luôn. Dạ, nếu không lên nhận là tiền này thuộc về em nha. Đã nói vậy cái gì chạy lên chứ không nói không nhìn lên thôi. Dạ, đó, anh Quang có thể tặng quà cho hai vị khách của chúng ta vậy. Dạ, chúc mừng chị, chúc mừng anh. Dạ, và chúc cho những cái cơ sở thương mại cũng như công việc của anh chị sẽ thăng tiến trong năm 2022 nha. Cảm ơn chị. Dạ vâng, dạ mời bây giờ thưa quý vị, bây giờ càng thời tích là cũng đủ đô rồi mới dám tự tin đến sân khấu.
thì như một trong chia sẻ quý vị, đây chính là admin của người Việt Houston. Yeah. Tất cả những lời khoa phải có đôi lời tri ân cảm ơn đến những vị khách đã ủng hộ cho người Việt Houston cũng như chính bản thân khoa tối nay. Cho nên đó là cái lý do mà cho tôi thấy rằng là cái trang người Việt Hy Sinh mặc dù là ra đời 8 năm nhưng đến giờ phút này thì nó là một trong những trang rất là đáng tin cậy. Và mỗi khi mà có những câu hỏi hoặc là những cái gì mà được đăng ở trên người Việt Hy Sinh á thì đều được giải đáp một cách rất chi tiết và bằng những thông tin của quý vị rất là chính xác từ những ban cố vấn chuyên môn mà chính khoa cũng đã phải ngoại giao để làm việc và nhờ sự hỗ trợ của rất nhiều quý vị có mặt trong khán phòng của chúng ta ngày hôm nay. Nên một lần nữa chúng ta cùng vỗ tay và chúc mừng cho 8 năm người Việt Houston. Nên quý vị cũng cảm thấy lớn ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hôm nay thì cho các bạn 30 giây thôi để cảm ơn đến thưa quý vị, thì không những khoa là những người mà qua cái trang này có thể giúp đỡ cho cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston. Bên cạnh đó thì Khoa cũng đã tổ chức rất là nhiều những cái chương trình thiện nguyện, cũng như là 2 năm vừa trước thì rất là có duyên và rất là may mắn được và làm việc chung với Khoa cũng như tất cả các anh em trong ekip, đó là một cái chương trình gây quỹ để hỗ trợ bảo trợ cho những người Việt Nam lúc mà miền Trung mình bị lũ lụt đó, thì là một cái chương trình rất là ý nghĩa. Và bên cạnh đó thì Khoa cũng làm rất là nhiều chương trình khác nữa để giúp đỡ đồng bào của chúng ta tại Houston cũng như là đồng bào chúng ta đang sống tại quê hương. Và một lần nữa thì chân thành cảm ơn Khoa và chân thành cảm ơn tất cả các mạnh, các nhà bảo trợ đã bảo trợ cho chương trình và đồng hành với người Việt Houston trong thời gian vừa qua. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin được cảm ơn anh Hoàng. Yeah. Trong sự phát triển của chúng ta, cảm ơn Hoàng. Rõ ràng là Ngọc Châu cũng tin chắc một điều rằng là với tâm huyết của một bạn trẻ mà muốn hết lòng vì cái việc làm cho cộng đồng như vậy thì chắc chắn là sẽ đón nhận tình yêu thương của quý vị. Bởi vì người ta nói rằng là một cây làm gãy nên non, 3 cây dựng lại lên hòn núi cao. Trong khi đó tất cả chúng ta cộng đồng người Việt yêu thương quá đông, đúng không ạ? Cho nên chúng ta sẽ sẵn sàng làm sao cho cái cộng đồng chúng ta một ngày mỗi ngày tôi bây giờ chúng ta trở lại với chương trình âm nhạc đi. Quý vị, chúng ta quay trở lại nha quý vị. Một trong có tay đi cùng chào đón sự trở lại của các bác sĩ. Thank you.
Sasha. Thank you.
không bao giờ hết. Không bao giờ hết. Đừng cái ly là ngay nó không phải sẽ không bao giờ hết. Thưa quý vị, và ca khúc một lần gian dở xin gửi đến quý vị với chương trình Cha Cha Cha.